Người trí là người có sự hiểu biết thì không bao giờ để tâm mình phóng dật, luôn luôn nỗ lực giữ gìn chánh niệm, tịnh hạnh. Mỗi hành động đều thận trọng, luôn tự điều chế tâm mình, sống đúng giới hạnh và giáo pháp. Chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành. Đó mới thật sự là người trí. Người trí không phóng dật như giữ tài sản quý. Đúng vậy, giữ tâm không phóng dật như giữ gìn tài sản của báo, mà tài sản của báo này là vô giá. Chớ có buông lung phóng dật, chớ say mê dục lạc. Kẻ nào sống phóng dật buông lung, say mê dục lạc, kẻ ấy như người chết chưa chôn, chỉ là một cái thây ma hôi thối, bẩn thỉu, bất tịnh. Sống chỉ biết phục vụ cho sự hèn hạ nhất của kiếp làm người. Khi tâm không tự chế, để tự do chạy theo các pháp trần, tức là tâm phóng dật. Tâm phóng dật thì làm sao tránh khỏi sự cám dỗ của các pháp trần? Các pháp trần đủ đầy mọi dục lạc. Cho nên, người nào tâm buông lung phóng dật thì không thể tránh khỏi sự sa đọa, thường bị sự cám dỗ dục lạc thế gian lôi cuốn. Cho nên, người biết tự chế ngự tâm mình, thực hiện tâm ly dục ly ác pháp, thiền định. Có như vậy, chúng ta mới thấy được sự giải thoát an lạc chân thật của Phật giáo. Chúng ta hãy đọc lại bài kệ mà lắng nghe lời khuyên dạy chí tình, chí tâm của Đức Phật đối với chúng sanh. Chớ buông lung phóng dật, chớ mê say dục lạc. Người tự chế thiền định mới hưởng đại an lạc. Sự buông lung phóng dật chỉ có đem lại sự đau khổ cho con người mà thôi. Người đời mấy ai để ý đến điều này? Vì thế mà họ phải chịu nhiều sự khổ đau phiền lụy. Bởi vô minh nên họ thọ nhiều sự khổ đau phiền lụy mà chẳng biết do đâu mà ra. Thưa các bạn, sự khổ đau phiền não do từ tâm buông lung phóng dật. Ngoài tâm buông lung phóng dật ra thì không còn khổ đau nữa. Muốn giải thoát khỏi sự sanh già bệnh chết và luân hồi mà các bạn còn để tâm mình buông lung phóng dật thì dù các bạn có tu ngàn muôn kiếp cũng chẳng bao giờ chấm dứt sanh tử luân hồi được. Tâm còn buông lung phóng dật thì các bạn đừng vào chùa tu tập, vì có vào chùa tu tập thì cũng chẳng có ích lợi gì cho các bạn cả, mà còn mất công sức và làm tổn hại cho Phật Pháp, mang tiếng cho Thầy Tổ. Nếu các bạn thấy mình sống độc cư trầm lặng chưa trọn vẹn được, thì xin các bạn đừng vào chùa tu tập. Vì vào chùa tu tập như vậy, làm mang tiếng tu hành không kết quả, để lại cho chùa những tiếng không tốt. Người ta sẽ cười vào mặt các bạn. Đi tu mà lòng tham sân si như người thế gian. Còn đến khi chết thì nằm liệt trên giường bệnh cũng giống như người thế tục. Đi tu không giải khổ được mà còn khổ đau hơn người đời. Người ta thấy các bạn tu hành như vậy, họ ngao ngán quá. Còn ai dám đi tu nữa, phải không các bạn? Những bài kệ trong phẩm Không Phóng Dật đã xác định được sự quan trọng con đường tu hành của các bạn. Nếu các bạn muốn giữ gìn được tâm mình không phóng dật, thì các bạn hãy chấp hành nghiêm túc hạnh độc cư. Vì chỉ có hạnh độc cư mới phòng hộ giữ gìn sáu căn tuyệt vời, giúp sáu căn của các bạn không tiếp xúc với sáu trần. Có như vậy, thì tâm các bạn mới không phóng dật. Đây là giai đoạn bắt đầu độc cư của sự tu tập tâm không phóng dật. Nếu các bạn không giữ trọn giai đoạn bắt đầu này, thì không bao giờ tu tập viên mãn. Nếu giai đoạn đầu mà không thực hiện được, thì còn mong gì những giai đoạn kế tiếp? Làm sao các bạn tu nổi được? Vì càng tu cao, tâm phóng dật càng vi tế hơn. Các bạn có nghe chăng? Lời di chúc năm xưa của Đức Phật còn văng vẳng mãi bên tai của các bạn. Ta thành chánh giác
là nhờ tâm không phóng dật. Muôn pháp lành đều nơi tâm không phóng dật mà ra. Chỉ có tâm không phóng dật là chứng đạo. Sao các bạn vội quên đi lời di chúc ấy? Đời sống của một tu sĩ chỉ nhờ sống vào mồ hôi nước mắt và công lao của người cư sĩ. Đời sống của chúng ta có còn làm ích lợi gì cho ai đâu? Một đời sống ăn bám mà còn để tâm phóng dật, chạy theo dục lạc, ăn ngủ phi thời, phạm giới, phá giới, thì còn nghĩa lý gì các bạn ạ? Thà không đi tu, mà đã đi tu thì phải tu tập cho đến nơi đến chốn, để không phụ lòng mọi người. Các bạn phóng dật chùa to Phật lớn, tiện nghi vật chất đầy đủ bằng mồ hôi nước mắt của người khác thì có hãnh diện gì đâu các bạn. Đến khi chết các bạn có mang theo một vật gì đâu, hay chỉ mang theo một món nợ vĩ đại. Bài kệ thứ 28 này Đức Phật đã xác định: nếu một người tu hành diệt tâm buông lung, không chạy theo vật chất thế gian, sống đời sống độc cư trầm lặng với hạnh không phóng dật, là người trí tuệ tuyệt vời, là một bậc thánh sống. Ngược lại, người phàm phu không thể sống như những bậc thánh được, nên tâm thường hữu sự, nay sanh ra việc này, mai sanh ra việc khác, càng sanh ra nhiều việc, tức là tâm phóng dật càng nhiều. Tâm phóng dật càng nhiều thì lo âu và đau khổ càng nhiều. Người tu sĩ Bà La Môn thường tu giả dối, hay dùng những danh từ để che đậy tâm phóng dật bằng cách nói làm Phật sự. Làm Phật sự là tâm phóng dật. Xưa Đức Phật đâu có dạy chúng ta xây chùa to Phật lớn, đâu có dạy chúng ta cúng bái tụng niệm, đâu có dạy chúng ta đi thập tự trảy hội cầu an cầu siêu, đâu có dạy chúng ta làm những điều mê tín, đâu có dạy chúng ta cày cấy làm vườn buôn bán, mà chỉ dạy chúng ta đi xin ăn, sống độc cư, ly dục ly ác pháp, diệt ngã tả tâm, mà chỉ dạy chúng ta ngăn ác diệt ác pháp trong tâm, mà dạy chúng ta diệt tâm buông lung, sống hạnh không phóng dật, chứ đâu có dạy chúng ta cầu an cầu siêu, xin xăm bói quẻ, xem ngày giờ tốt xấu, đâu có dạy chúng ta niệm chú vẽ bùa tụng kinh niệm Phật lần chuỗi vân vân. Phật dạy chúng ta niệm Phật là dạy chúng ta sống như Phật, chứ đâu có dạy chúng ta kêu gọi tên Phật bao giờ. Trong bài kệ này mục đích chính là dạy chúng ta phải sống đời sống giữ gìn hạnh không phóng dật cho trọn vẹn của một người tu sĩ đạo Phật.